Chào bác nha, có hôm nay có thêm người ra hộ bác à? Có anh à? Ôi rồi, gỡ ra thì họ gọi là hỏng hết rồi cô bác ạ. Hôm qua là mưa không ông? Mưa. Mưa à? 11, 12 giờ đêm là bác ấy à, cái bàn này được phủ à? Chị ngủ cho vượt xuống cái cháu này. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của hai ông cháu của bác. Đấy, bây giờ thì hai anh em là phải băng qua cái phần cánh đồng ruộng này thì ra đến tít kia, thì ngôi nhà của hai ông cháu là được nằm ở kia cô bác. Hiện tại thì cháu Lực nhìn thấy từ xa là thấy là em Mạnh đang là ở ngoài nhìn ra hướng bên này rồi. Còn ông thì chắc là đang lấy củi ở phần phía bên kia, không biết là làm gì các bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào thăm hai ông cụ một chút cô bác ấy. À, đi vào thăm hai ông cháu của bác chứ không phải là hai ông cụ nữa. Ở đây thì cái cây này đến mùa đông rồi cô bác ấy, nở hoa rất là đẹp luôn. Ui, ở đây thì hình như là nuôi cá sao ấy. Cá đỏ đỏ kia. Đúng rồi, đây có nuôi cá này. Đây chắc là ao nhà chú chắc ở bên này. Còn đi vào nhà của em Thuận với lại ông ấy cô bác. Thì bây giờ cháu Lực với lại bạn Hiệu là phải băng qua cái chỗ quả đồi này thì mới sang đến bược một bên kia. Hả? Ai, có cổ ổi này. Ôi, nhiều quả đấy chứ. Đấy to kìa. Ui, đâu? Cái ủi trái mùa này ủi rất là ngon các bác. Thấy quả to chưa? Được chưa? Nhưng mà đừng có kéo nha. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Lấy được chưa? Thế thì sao ấy nhỉ? Ui. 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 Kia đây này. Hả? Trên cây này chín rồi. Trèo kia trèo lên trèo xuống thì ra bên này nhìn thấy cây bên này chín rồi. À, xin mời tất cả các bác cùng ăn ổi. Buổi mùa này thì rất là ngon các bác ạ. Dê của bà con này. Đấy, thả này. Cái này là cỏ anh ơi. Cái kia là cỏ. Cái này là cỏ hạt giống ở bên là Trung Quốc. Là đi xuống cái đường kia các bác, nhưng mà
trong lúc mà hai anh em xuống đằng kia ấy, thì được bà con ở trên này nói rằng là đi đường này là đường tắt, nhưng mà cháu Đức không thấy là đường tắt đâu cô bác, thấy đường vòng hơn đấy. Ở đây thì chắc là người ta là nói người ta thấy mình lạ ấy, nên là người ta nói điêu mình rồi. Cái mùa ở đây thì con đang mùa không có nước ấy, mùa có nước nhiều thì làm sao mà đi qua được cái này ấy. Ở đây thì có một cái ao rất là sâu này. Đi đường này còn đường vòng hơn cô bác ạ, chứ không phải là đường tắt đâu. Anh Mạnh ơi, đi đâu ấy? Hả? Mạnh đi đâu ấy? Ui. Mạnh đi đâu ấy? Ra đón chú à? Mạnh ra đây đón chú à? Phải không? Phải á? Hôm qua chú mua quần ra đây đúng không? Cái áo ấy đâu rồi? Xem nào. Áo hôm qua chú mua cho đâu rồi? Ở nhà. Nào khoanh tay trả con ông bà đi. Ông các bà. Nói lại thêm một lần nữa. Chào các ông các bà. Rồi. Hãy đi từ trên kia xuống đi, khá là mệt cô bác. Đấy, bây giờ thì bạn quay cam vào trong kia một lần đi. Hãy đi từ bên trên cái quả sườn đồi trên kia xuống cô bác này. Đi men theo cái bờ ruộng. Ông của Mạnh đi đâu rồi? À, ông là đang sửa kia đúng không? Rồi nào, đi đi. Mạnh sau gặp chú là phải chào chú nhá. Nhớ chưa? Nào, chú lấy chạy thôi nhá. Chú lấy. Vậy chú lấy chạy cho. Ô sứa không? Ô sứa không? Này, cháu xin. Phải nó to lên nhá. Đói chưa? Đi học về đói chưa? Đi học về đói chưa? Thế đi học về ông đã cho ăn cái gì chưa? Ông cho Mạnh ăn cái gì chưa? Ông cho Mạnh ăn cái gì chưa? Chưa cho ăn đâu à? À chắc là chưa đến bữa nữa cô bác này. À, bây giờ thì Mạnh thì đói không? Hôm nay cháu được dịp mua một hộp sữa cho Mạnh thôi. Mạnh uống xem có ngon không? Nếu mà ngon thì lần sau chú mua nhiều cho nhá. Dạ. Rồi lại uống đi. Con mời các ông bà uống sữa nào. Rồi rồi. Vừa rồi Mạnh là thấy chú ở bên kia là Mạnh ra đón chú à? Ừ. Ôi. Quần ôi đấy, quần cho Lực à, lựa chọn cho Mạnh cũng rất là hợp này cô bác này. Áo mới thì không nỡ mặc à hay là như nào? Sao không mặc áo mới chú mua cho? Kéo khóa lên nào. Nào ôi, khóa đi hỏng hết rồi. Đây thì có cúc thôi, chứ không phải là khóa. Đấy, đóng cúc vào cho nó lạnh, cho đỡ lạnh. Đấy, Mạnh thì nghe thấy cháu Lực nói chuyện là từ phía bên kia rồi cô bác này. Ở kia thì cháu Lực chắc là cháu Lực nói thì nha là vang qua bên này. Thì nha là Mạnh nghe thấy, Mạnh thì mới rất là ngoan cô bác. Ở đây thì nói là Mạnh là một cái cậu bé mà rất là tội luôn cô bác. Bố thì bị lừa sang Campuchia, hiện tại là không biết là sống hay chết, còn không biết cái thông tin nào. Mẹ thì bỏ đi từ lúc mà em được 2 tuổi thôi. Hiện tại thì ở với ông đó cô bác. Đấy, ông thì cháu Lực nhìn thấy là đang sửa lại cái phần là mái ở trên. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đi vào thì sẽ cùng ông là sửa luôn. Nào mình đi về đi Mạnh nhá. Rồi. Mạnh đi đường nào ấy, vừa rồi đi đường nào xuống? Treo lên đây à? Nào lấy từ từ lấy cái này để vào đây, tí lấy đi ăn sâu nhá. Rồi. Hết sữa chưa? Đấy, uống sữa đi xong khi đi. Đấy, uống hết sữa đã. Đấy. Nào, uống lên nhá. Đi đường nào? Đi đường này đúng không? Đường này đúng không? Phải nói là nếu mà không đi ủng với các bác thì là cực kỳ mà khó luôn. Hết thì vứt đi. Vứt cái vỏ đi.
Ngồi đi. Ông của Mạnh thì ở nhà làm gì? Mạnh có biết không? Ông ở nhà làm gì? Hả? Làm nhà. Ông ở nhà là làm nhà đúng không? Đi thôi. Khá là mệt các bác ạ. Thở sắp không ra hơi. Ở đây là ai đào ấy? Ông đào à? À, rất là đào là dùng mấy cái cây để nhét các bác ạ. Ôi giời. Chào bác nha, hôm nay có thêm người ra hộ bác à? Có anh à? À. À. Bác không làm được. À, ôi rồi, gỡ ra thì họ gọi là hỏng hết rồi cô bác ạ. Cái giờ này cũng hết, tháo ra hết rồi. À, hết rồi không? Ông gửi lời chào tới các bà các ông bà. Gửi chào các ông các bà. Rất là cho tôi nhá. Đây thì dính như kiểu na cha. Hôm qua là mưa không ông? Có mưa. Mưa à? À. 11, 12 giờ đêm là bác ấy à, cái bàn này rồi. Phủ à? Chị ngủ, nó vượt xuống cái cháu này. À, thế là hôm nay là ông mới sửa à? Vâng. À. Cháu là à, đây. Chú cho này đây. Đây, cháu xin. Rồi. Đấy, các bạn này thì lớn hơn là Mạnh một chút rồi. Bạn này chắc là học lớp 1 rồi đúng không? Lớp 2 rồi à? Thế mà còn bạn này? 5 tuổi. Lớp 5 tuổi à, là cùng Mạnh à? Ồ. Đấy. Hai bạn với nhau thì bé này thì da mặt trắng trẻo, còn như Mạnh thì khuôn mặt mà xanh xao quá bác. Đây là một tí đấy bạt phủ luôn đấy chứ ông? Vâng. Đây đây thì tất cả là dùng nạt để buộc lại thôi. Cái dây thép thì hôm qua là cháu Lực mua xuống thì cũng đã mấy em cũng đã dùng hết rồi các bác. Ở đây thì bây giờ giúp được ông phần nào thì phần đấy thôi. Ở bên kia thì một tí có lấy ra hết không ông? Bên kia là tấm pro để kề nó. À tấm pro á, ở bên kia là pro hết đúng không? À. Nó không hết, còn dưới một tí là thấy bắt chê cái này nó lửa nó. À. Ở bên kia là hôm nọ là ông đi xin pro về các bác này. Xin pro về để ông ôi con chuột à. 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 Đấy, ở bên này thì có pro rồi cho nên là không có phải là phủ bạt nữa, chỉ phủ lại phần bên kia thôi các bác. Còn bây giờ thì cháu Lực cùng thế đi vào và hộ ông thôi. Hộ cả chú nữa. Cái này trèo lên đường nào hay không? Bên cây này. Trèo bên cây này à? Ở bên kia đã buộc hết chưa anh? Buộc hết chưa? Chưa buộc hết à? Thế thì ông ở bên dưới thì tí ông lấy bạt lên, bạt vứt lên nhá. Vâng. Một tí nữa thì chắc được rồi. Đấy, tìm chỗ lên mà cũng khó lên được cô bác này, mặc dù là ngôi nhà mà rất là thấp thôi. Hả? Cứ lên là bác cầm đấy thì bác cầm cháu nhá. Bước lên đấy bác cũng hết nhà. Ở đây là chỉ có gọi là ông với lại Mạnh là ở tạm là ngày nào hay ngày đấy thôi. Cái này thì có lấy ra không anh? Cái này không lấy ra nữa. Ở đây này, chỗ này hỏng hết rồi. Đấy, cái này thì tí mình lấy bạt xem không? Tôn cái phần rơm này thì có khi là ông cũng phủ từ rất là lâu rồi. Còn như cái phần mới thì cũng ông cũng mới phủ lên thôi. Chỗ này thì đã bị hết rồi này ông này. Ui. Này trước có bị cháy lần nào chưa ông? Cháy đâu, mình đem này nó. À. Khói nó lên rồi nó. À. Ôi ôi. Như cái thanh này thì chắc là cũng rất là lâu rồi. Thanh này thì được bao lâu ông?
Bao nhiêu lâu rồi? Được bao nhiêu năm rồi ông? Được 3 năm. Sắp được 3 năm á? Lúc thì thấy là không có thì mình cứ lấy cái này ra. À. Năm cửa mình lên hay lên. Đây anh. Ông có ước mơ là sửa lại nhà không? Có mong muốn là sửa lại nhà không? Có, mong lắm. Nhưng mà nhà của ông như này thì bên nhà nước người ta không hỗ trợ gì à? Ờ. Với nhà anh là ở nhà trên này à anh? Thế là anh, ông lên gọi xuống là hộ anh à? À hộ ông à anh? Anh thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi à? À 30 tuổi thì mới còn trẻ thôi nhỉ? Đúng chưa? Trung niên thôi. Vâng. Anh có biết cái cuộc sống của ông này ông không? Ông có biết cuộc sống về hoàn cảnh của ông với lại Mạnh hay không? Biết hết à? Thế như con dâu của ông ấy bỏ đi thì là vì cái lý do gì anh có biết không? Hay là nên chắc là cái lý do lớn nhất là chỉ có gọi là gia đình nghèo thì ra là không chịu nổi là bỏ đi đúng không? Nhưng mà ở đây là bỏ đi lấy chồng mới hay là hay là đi đâu anh có biết không? Đâu anh không biết đâu. À. Đi được 2 năm rồi. Làm cái gì đâu. À, thế là như bố của Mạnh đi Campuchia thì anh có biết không? Vâng. À, thế ở đây là mỗi ông với lại cháu Mạnh là khác ở đây thôi đúng không anh? Anh chắc là người hàng xóm duy nhất của ông ấy mà nhỉ? Anh này chắc là người hàng xóm duy nhất của ông ở trên này đúng không? Đây còn ở phần phía bên trong nhà có bác, phía bên trong nhà thì hôm qua là cháu Lực cũng xuống là giúp ông là dùng cái bạt để che hết cái phần bên ngoài rồi, bây giờ thì còn ở phần bên trong thôi. À bây giờ thì ở phần bên ngoài thôi có bác, còn bên trong thì đã che hết rồi. Đây ở đây thì khi mà hôm qua mà cháu Lực đi xuống các bác, trước phim trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng rồi, và cháu Lực đã mua bạt lên cho ông thì ông mới có bạt để mà ông phủ hết cả ngôi nhà đấy, không là chỗ nào mà ông với Mạnh ngủ là ông chỉ phủ chỗ đấy thôi. Một cái ngôi nhà như vậy thì bây giờ chỉ có là hai ông cháu là ở được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Chứ để mà có được tiền để mà làm lại cái ngôi nhà mới hay là sửa lại thì cái điều đấy thì ông cũng không có dám chưa có dám nghĩ đến cô bác. Hiện tại thì trước mắt là cứ lo cái phần khoản mà ăn uống của hai ông cháu thôi. Mà ăn uống của hai ông cháu thì cũng chẳng có gì là gọi là cao sang cả cô bác. À, có hôm thì ăn với lại cháo không thôi ấy. Ở nhà có còn là thép. Anh kéo cái cây này lên một tí. À ở nhà có cái thép này không?
Đây, thấy đi. Còn ít sau rồi một tí để buộc. À nhưng mà bạt là không nên buộc đâu. Bạt cái kéo ấy. Vâng. Bạt là buộc, bạt là kéo lên xong là buộc ở bốn góc xong là mình dùng cây để mà mình phủ lên trên thôi. Ủa, như kiểu sắp tiêu, kiểu sắp cháy đến nơi rồi anh ạ. Dạ. Bà đấy là 8 mét nữa ông, 8 mét thì chắc là dư sức rồi. Ngôi nhà của ông thì chắc rơi vào tầm độ hơn 6 mét một chút thôi. Chắc còn khi không đến 6 mét, hơn 5 mét thôi. Vâng, cái kia thì thấy là ông bảo là đi xin tôn về để ông phủ hết rồi đúng không? Vâng. Ở cái chỗ ngủ của hai ông cháu nữa. Vâng. Ông cứ ném ném cả cả cái tấm bạt lên đây để. Bầu á, cứ quay quá. Đấy. Giờ anh ở bên này nhá. Anh ở bên này nhá. Ui ôi, nhà toàn là những cây tre mà nó đã bị hầu như là bị mục hết rồi cô bác ạ. Thả từ dưới đấy lên hả anh nhở? Đây là để chiều nay. Để chiều nay đưa anh nhở. Để chiều dài của nó ấy. Ngôi nhà này đi ở trên nó còn còn phải cẩn thận đúng không bác? Giống phải cái cành mà nó bị mục. Tất cả cái ngôi nhà của ông thì được buộc bởi là nạp hết của bác, không có một tí cái dạ bên này á. Tí cắt ở đây này anh, tí cắt ở đây phủ lên trên này này. Đây. À là phủ hết cả cái ngôi nhà này, đúng không? Vâng vâng vâng. Thế thì lập từ bên này trước anh ạ. Xong rồi dư bao nhiêu thì anh tí mình lại cắt. Đi lên trên mái nhà thì còn phải rất chức, hết sức là cẩn thận cô bác thì mới dám trèo lên được. Ủa trên này có nhiều chuột lắm này. Ngôi nhà như vậy thì hai ông cháu gọi là vẫn cố để ở thôi cô bác ạ. Bây giờ không ở thì không biết chỗ nào mà đi ở nữa. Chẳng lẽ lại đi vào những cái hang đá mà ở thì. Như cái tấm bạt này thì cũng chỉ được một thời gian thôi. Mái mái thì cũng có được. Này mà ngôi nhà của ông mà bây giờ mà đóng cái pro kia cũng nặng ấy anh ạ. Nếu mà mua thì mua tôn xốp rồi. À cái tôn tôn khung xốp kìa. Từ từ nha anh em, kéo bên này một chút đã. Chỗ bên này còn không dám đi ấy. À đây được rồi.
Đấy, bây giờ thì cắt ở phần dưới thôi anh nhỉ. Bây giờ thì dùng dao kéo cắt thôi. Nhà ông chắc là không có kéo đâu nhờ. Trên kéo ra bên ngoài một tí ông nhá. Khó khăn đấy. Ấy. Đây được chưa ông? Cái này thì bây giờ chỉ có buộc ở bốn góc thôi, còn ở trên này mình không có buộc đâu. Buộc thì khi mà mưa ấy thì nó dò theo cái chỗ mà mình buộc rồi. Hãy cố gắng là làm xong sớm sớm một chút để cho hai ông cháu để tối đây còn vào ngủ cô bác ạ. Dẻo viêm mà là xe đấy dẻo, phun này, phun này. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi. Chết 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 rồi. Cái này nếu mà có dây thép dài ấy thì buộc mấy cái đầu thôi là đóng cọc rồi. Bây giờ buộc góc này đó, buộc góc xong rồi bỏ cái dây ra xuống. To không anh? Anh ơi, em ném cái dây xuống dưới tiện đi nhá. Anh buộc người nhá. Một viên là thế là phun lên gì à? Viên là thế là phun đâu? Ừ gì? Cầm lưới, kẹp lông ấy.
Đây dèo, dèo và cắm mấy chồng đấy xém chợ đi chụp tóc lòng mà nè cả nè. Tiền đâu mà nó đây. Bây giờ hiện tại thì ngôi nhà của ông thì chỉ có biết chỉ có cách để làm như này thì nó mới tránh được những cơn mưa, tránh được những cơn mưa và tránh được những cơn gió được cô bác ạ. Ở phần phía trong nhà thì hôm qua nếu mà cô bác theo dõi được những video trước thì cũng đã biết rằng là Gió Lực đã dùng bạt thế này để quay lại hết rồi. Sau khi ông nọ mà Gió Lực đăng tải cái thước phim đầu tiên mà lên gặp ông ấy cô bác thì cũng có rất là nhiều cô bác không có gửi những cái phần quà tới tay tới cho ông nữa. Đây, bây giờ thì trời cũng đã tối rồi, chắc là mấy anh em cũng chỉ là dùng nạt để buộc lại cho một chút thôi. Ngày mai thì tiếp tục sẽ là ông sẽ chẻ cây để làm đôi để ông đậy lên trên nó không cho những cơn gió mà nó bay cái phần bạt đi ấy cô bác. Hai anh chị là từ nhà trên từ trên nhà trên xuống cô bác ạ, là xuống hộ nhà ông. Tôi cũng thấy là một mình ông hồi sáng thì thấy một mình ông là lục đục ở trên mái nhà này, thành ra là ông với chị là anh với chị là cũng xuống hộ luôn. Này bực dè của nó va mấy ở bát tháng long này à. Đấy, hô viện chỗ đây nữa. Ở bác cụm núi hôm nay bảo hơi phản phán nha. Bực dèo và từng mây đối. Hay điền này có tôi yêu á, nàng này à? Yêu nó là nó nà, xin cung tơ xin lê, nó nà cho lê. Giờ này đảm mà lên nó tập đấy nha. Đây bực dèo và hốc mấy cà long phủ sản đổ ở đây không? Ít nắc á. Thấy ôi, nó ngửa rồi. Dèo và mấy mà chồng này mà nè, chồng này yếu. Để mấy tôn à? Dèo và tôi hôm nay điều bắn, hôm nay điều bắn luôn chứ.
Đấy, bây giờ thì trời cũng đã tối rồi các bác. Bây giờ thì gần 6 giờ rồi. Thì mấy anh em cũng chỉ là buộc gửi tới đây thôi. Ngày mai thì ông sẽ tiếp tục là chẻ thêm cây để mà buộc trên đấy. Đây, tối nay là hai con cháu là sẽ ăn ở đây là cháu được nhìn thấy là có su su với lại quả đu đủ thôi các bác này. Đấy, bữa cơm của hai ông cháu là tối nay là gồm có su su với lại đu đủ thôi. Đây, ở đây thì cũng được ông là đi xin chút ngô về này để mà ông làm giống hay sao của bác là ngô này ấy. Là một cái bát mà cũng rất là bé tí thôi. Đây, ông đi xin thì chỉ có xin được những cái bát này thôi, còn bát to thì người ta không có cho, phải mua thì người ta mới cho được các bác ạ. Đây, đây, chú lấy điện thoại ra đây. Đây, đây. Có ăn thạch không? Đó, cho thạch này. Nào, hai bạn kia đâu rồi? Hai bạn kia đâu? Đây, lấy đi chia cho các bạn đi, gọi các bạn này đây chia đi. Gọi bạn này chia đi. Đấy, gọi bạn này chia đi. Đấy, đây, đây, đây. Đấy, chia cho bạn. Đấy, một bạn nữa. Đấy, còn là của Mạnh thì đây. Của Mạnh thì đây, Mạnh khoanh tay xin chứ. Xin chú, nào khoanh tay trong không được ấy đâu. Con xin chú. Nhưng mà phải nhìn vào chú chứ, bị làm sao ấy, thế này bị sao ấy. Xin trong cái gái đầu đi, này chú bóc cho này. Tối nay thì ngủ nhà mới nhá. Hôm nay đi lớp cô giáo cho ăn cái gì? Hả? Này. Ăn gì? Ăn chè á? Thế có ăn cơm không? Có ăn cơm không? Ăn cơm à? Thế thì ăn cơm với gì? Nói cho chú nghe xem nào, ăn cơm với gì? Ăn cơm với thịt à? Ồ. Đấy, Mạnh thì đi học thì mình có được ăn thịt thôi các bác. Còn nếu mà ở nhà thì không có thịt để mà ăn đâu, ăn cháo thôi. Thế tối nay thì hai ông cháu thì ăn cơm với gì không? Ăn cơm với quả đu đủ. À, ăn cơm với quả đu đủ với su su này đúng không? Thế là cá ông nọ mua cho thì còn không? Vẫn còn à? Cái cá này thì ông có thích ăn không hay là ông với Mạnh là không thích ăn? Có à? Mạnh thì về nhà này có thích ăn cá không? Thích à? Lần sau thì chú không mua cá, sau chú mua thịt lợn cho Mạnh ăn nhá. Nhá. Nhưng mà phải ngoan nhá. Nhớ chưa? Phải một cái cậu bé mà chưa biết cái gì cả cô bác ạ. Chỉ biết là có thì ăn, còn không có thì thôi. Mà Mạnh cũng rất là ngoan của bác, không có kiểu như là hay khóc nhè hay là đòi hỏi cái gì cả. Là Mạnh thì đã từng đi chợ chưa hả bác? Đã từng đưa Mạnh đi ra chợ chưa? Đi một lần thôi á? Được 5 tuổi rồi. 5 tuổi thì mới đi chợ phiên có một lần thôi bác. Mà chợ phiên thì ở trên đấy người ta không có bán đồ gì là nhiều cả. Đấy, ông với Mạnh thì thường thường là tối là mấy giờ là ngủ? 7 giờ, 7 dưới. 7 giờ, 7 dưới là ngủ à? Vâng. Tầm này chưa nấu cơm à? Tầm này là chưa nấu cơm à? Nếu mà như mọi hôm thì ăn sớm hơn hay là ăn muộn hơn? Muộn thôi. Ăn muộn à? Ở dưới 7 giờ ăn. À. Ăn xong là ngủ. À, thế thì bác cho hỏi một chút là như bác gái thì còn không hay là đã đi đâu rồi? Có thì mất lâu rồi. Mất lâu rồi à? Từ bố thằng này cũng lớn, thằng này thì lớn lên cháu mèo thì bố bà nó đã mất rồi. À, bà đã mất rồi. Thế là ông có đi thêm bước nữa không hay là chỉ nuôi bố Mạnh lớn khôn thôi? Ông có lấy thêm người mới không? Thứ lấy thêm gì bây giờ nghèo khổ thế này, ai chặt thiếu là. Không kỳ thiếu lấy, giờ nữa cùng ông với cùng bác. Là cháu ở. Là lo cho Mạnh đúng không? Cho mẹ. Nhưng mà từ thời lúc ông, lúc mà bác gái vừa mất được tầm vài năm thì ông muốn là như vậy chứ bây giờ thì ông còn mong muốn như vậy không? Bây giờ mong cũng
Chả mong được rồi, cũng là mấy cháu mèng lớn đi cho cháu mèng xem ong thôi. Thế bây giờ là nuôi mạnh để lớn, là mạnh là bây giờ là có trách nhiệm là sau này là phải lo lắng cho ông đấy các bác. Còn là rất là nhỏ thôi đã đặt là trên đôi vai của mạnh là một cái khoản là gánh nặng rất là lớn rồi. Như mạnh thì bây giờ ông lúc mà còn nhỏ ấy, thì ông nuôi mạnh, thì đến lúc mà lớn lên thì mạnh lại nuôi ông rồi. Mạnh thì năm nay mới có 5 tuổi thôi cô bác ạ, một cái cậu bé mà còn rất là nhỏ. Bố của Mạnh thì cháu Lực cũng đã nói rồi cô bác, đi sang bên Campuchia. Hiện tại thì ông không biết là còn hay là đã mất rồi. Nhưng mà cái thông tin này thì ông cũng chỉ là nghe người ta nói rằng là con mình đã đi sang Campuchia. Còn như mẹ của Mạnh thì từ lúc mà bỏ đi, lúc mà đi thì có quay trở về mà gặp Mạnh lần nào không hả ông? Không quay lại về nữa. Không quay lại, thế là đi là biệt tích luôn à? Biệt tích luôn. Ồ. Thế nhà như mà lúc mà còn ở với ông ấy thì con dâu của ông có biểu hiện hay là hát hủi ông gì không? Không. Còn nói gì? Còn nói gì ông? Không nói gì ông. Đi đi chẳng nói gì, nói năng gì, nó khác đi, đi không biết. Đi không về nữa. Thế như Mạnh này thì bây giờ lớn lớn một chút thì đêm có ngủ thì có hay gọi bố với mẹ của Mạnh không? À không? Nó gọi bố rồi. Gọi bố thôi à? Mẹ là không có gọi gì nữa không? Không gọi gì. Mẹ là hầu như là Mạnh không còn một chút ký ức nào rồi. Đấy. Như ảnh như bố của Mạnh thì ông có tấm ảnh nào không? Đừng nó có mà nó cứ ở đấy. Ảnh là có à? Như Mạnh thì có nhớ bố không? Mạnh thì cho chú hỏi, Mạnh có nhớ bố của mình không? Nhớ. Nhớ à? Đấy, bây giờ thì không có ai để mà cho Mạnh gọi là bố nữa thôi các bác. Ở đây thì hiện tại là không biết là bố của Mạnh là còn hay là mất. Đi sang Campuchia thì hầu như là ở trên vùng cao thì rất là nhiều bạn nhỏ, rất là nhiều các bạn trẻ mà khát khao mong muốn là giúp cho gia đình của mình vượt qua cái khó, nhưng mà không có nghĩ rằng là cái đấy là một cái cạm bẫy mà rất là lớn cho đối với bản thân mình. Ở đằng sau thì còn có rất là nhiều, ví dụ như bố của Mạnh thì còn là có ông này, còn có cả Mạnh nữa, một đứa trẻ. Sau này thì không biết là đi học lớn lên thì không có ai biết ai trêu không có bác cái điều mà đến lớp mà hay sợ các bạn trêu là không có bố có mẹ hay là gia đình nghèo, thì lúc đấy các em rất là tự tin các bác ạ, rất là tự tin và không có muốn là đi học nữa, muốn là gọi là ở nhà luôn đấy. Mạnh thì buồn ngủ rồi à? Có đói chưa hả? Có đói chưa hả? Chưa à? Thế Mạnh thì đi học thì buổi sáng thì ông đưa đi à? Ông là đưa Mạnh đi học à? Mạnh thì có ủng đúng không? Buổi sáng thì đeo tất cho Mạnh ấy nhá. Xong thì đeo đi mà lấy nó về đâu? Vâng. Thế hai ông cháu thì bây giờ là các bác gửi cho cũng rất là nhiều quà, nhưng mà cháu cũng tiện thể là cháu cũng chưa thể cầm xuống được. Đấy, có khi là ngày mai thì cháu mới cầm xuống cho ông được. Đấy. Còn quần áo của Mạnh thì nếu mà ít quá thì bảo với cháu nhá, để cháu mua thêm cho Mạnh. Mua thêm, mai thì sẽ mua thêm đồ cho Mạnh nữa. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Hôm nay thì cũng chỉ là hộ ông là được thế thôi. Ngày mai thì sẽ tiếp tục sau. Bây giờ thì hiện tại cũng đã tối rồi, cháu Lực cũng sẽ còn phải là di chuyển đi về nhà các bác. Cái con đường mà cháu Lực đi về thế thì lúc mà xuống thì cháu Lực cũng đã ghi hình cho rồi. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ vừa đi và vừa ghi hình lại cho tất cả các bác anh chị là cùng biết mà cái cung đường của mấy anh em khi mà về đến nhà Mạnh như thế nào và lúc mà anh em trở về nhà như thế nào các bác nhé. Bây giờ thì Mạnh khoanh tay chào các ông bà đi, đứng dậy nào. Mạnh cũng ngồi khoanh tay. Con chào các ông bà. Nào, nhìn ra kia. Nhìn ra kia, khoanh tay nhìn ra kia. Con chào. Con chào các ông các bà. Rồi. Đấy. Ông nói một câu chào các bác nhé. Ông cầm cái này nói đi. Ông chào các cô, các bà, các chị, các anh. Tôi chào các chị các em nha.
Rồi không biết nói nhiều, không biết tiếng nhiều, biết nói thế thôi. Bây giờ thì Mạnh vẫy tay nhé, vẫy tay chào ông bà đi. Phải nói là đi vào hoàn cảnh của em Mạnh với lại ông cô bác thì đường đi cực kỳ là khó khăn cô bác này. Đi những con đường này thì đêm nếu mà đi một mình thì không có dám đi, nhưng mà rất là may cháu Lực cũng trong thời gian qua thì cũng có bạn Hiệu là làm người bạn đồng hành của cháu Lực để mà đi tới những hoàn cảnh nào dù đi sớm hay là về muộn thì cũng còn là dám đi cô bác. Phải những cung đường mà phải nói phải băng qua khe suối thì mới đi được về đến nhà. Ui, nước tràn ở đây sao ấy? Có nước thoát hay sao ấy nhỉ? Từ nhà Mạnh mà đi đến chỗ mà vừa nãy anh em để xe các bác chắc phải đi độ là tầm 3 đến 40 phút đấy thì mới đến nơi được. Nãy từ nhà của em Mạnh đến cái chỗ mà nãy anh em mình để xe thì phải nói là đi độ tầm 3 đến 40 phút thì mới đến được các bác. Bây giờ thì anh em cứ đi men theo cái đường này, đường này của bác này bị sạt nên là có chỗ này thì gọi là đi đủ một cái vừa một cái bàn chân thôi. Hay còn cái chỗ mà xe của anh mấy anh em để là để tít ở bên phần bên trên của bác. Bây giờ anh em là phải đi theo men cái khe suối này. Hay bây giờ thì cái cung đường của mấy anh em đi thì cũng còn khá là xa cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác. Và cháu Lực cũng rất là mong sau khi mà cháu Lực chia sẻ và đăng tải cái thước phim cuộc sống hoàn cảnh của hai ông cháu lên thì cháu Lực cũng mong sẽ được sự đón nhận của quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cùng nhau chung tay để giúp đỡ cho hai ông cháu một cái gì đấy ở cái phần tinh thần cũng như là vật chất của bác nhé. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.